xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức của tôi, tin tức ngày 4 tháng 3. Tiền tham ô ở trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng đã lên đến 136 tỷ đồng. Ngày 3 tháng 3, Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố bắt tạm giam Phạm Thị Huỳnh Như, 36 tuổi, ngụ quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, như báo Thanh Niên đã thông tin liên quan tới vụ án Lâm Thị Hồng Tâm, 50 tuổi, thủ quỹ và Hoàng Quang Hy, 34 tuổi, trưởng phòng kế hoạch và tài chính. Tham ô tài sản tại trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố tạm giam Đoàn Quang Vinh, 61 tuổi, nguyên hiệu trưởng, về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Và theo cơ quan điều tra, đầu năm 2021 như đóng giả người tên là Hùng, ngụ tại Lào. Tâm góp vốn buôn gỗ, Tâm nhờ Huy cho mượn 500 triệu đồng từ quỹ của trường Đại học Bách Khoa Đại học Đà Nẵng để chuyển cho Như. Trong phí đầu tiên thì chỉ sau vài ngày Như đã trả lại cho Tâm là 100 triệu đồng, nên Tâm tiếp tục nhờ Huy cho rút nhiều tỷ đồng từ quỹ của trường để đầu tư với Như. Và thấy Tâm dễ dàng đưa tiền, Như tiếp tục dựng chuyện buôn gỗ bị lực lượng chức năng ở Lào kiểm tra, cần chuyển ngoại tệ trị giá hàng chục tỷ đồng về Việt Nam, hứa hẹn trả lãi cao và cho Tâm mượn tiền nên Tâm tiếp tục phạm tội. Đến nay, Công an thành phố Đà Nẵng xác định các bị can rút hơn 136 tỷ đồng từ tài khoản của trường với thủ đoạn lập sách khống, chừa chống số tiền để vinh ký. Sau đó, Tâm tự điền số tiền cần rút rồi chuyển cho Như qua nhiều tài khoản. Hiện Công an thành phố Đà Nẵng đã phong tỏa giao dịch kê biên tài sản, bất động sản, ô tô và tiền ngân hàng trị giá hàng hơn 100 triệu đồng của các bị can, trong đó có tài sản của Như trị giá hơn 25 tỷ đồng. Đó là thông tin ngày 4 tháng 3. Đúng là cái gì cũng có cái ăn nói hết trơn. Thôi, nếu anh em thấy hay đừng quên cho tôi một chia sẻ, một comment và đừng quên ấn đăng ký. Và chung tạm biệt.